Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Này 19x99 màu đen, có hai trái tim nhìn cũng đẹp. Này hiệu Michael Kors 34.99. Này nhìn dễ thương. Này ta nhìn order. Này cái này nhìn đẹp ha. Này có chìa khóa mút như này nhiêu tiền. Này có 20 đồng nhìn đẹp lắm. Này hiệu Coach 149.99. Này hiệu Michael Kors nhìn cũng dễ thương. $79.99. Này còn 99.99 bằng da, màu này cũng đẹp. Này cũng đẹp. 24.99 màu hồng, có cái khăn dây. Này còn 99 đồng. Hiệu này hiệu gì? Màu hiệu KST, hiệu này cũng đẹp lắm. Cái vỏ này có 4 đồng thôi, màu hồng mà nó bị chày nhiều quá. Màu xanh. Cái này còn 49 đồng. Nhìn cũng đẹp, da đẹp. Này màu kem. Này 39.99. Này lúc bát. Này 24.99. Này đây nhìn cũng đẹp. Này 19. Này 19.99 màu tím. Màu sọc nhưng mà nó tối. Này 39.99. 24.99.
bột màu trắng. Màu 24 màu 99 màu xanh. Rồi. 24 đồng 99. Mai phục kho 129 đồng 99. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp.